Chào các bạn thân mến, buổi truyền hình hôm nay có những nội dung sau đây. Mục Những Bông Hoa Nhỏ mời các bạn và các em làm quen với khẩu thuật. 19:17 là phần tin trong nước và thế giới. 20:10 mời các bạn xem vở kịch nói Nêu Sò Ốc Hến. Tiếp đó là bản tin tiếng Anh và bản tin tiếng Pháp. 22:05 Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trận bóng đá giữa đội Mỹ và đội Thụy Sĩ. 2:45 sáng ngày 19/6 giữa đội Italia và đội Ireland. Và 6:05 đội Colombia gặp đội Romania. Chương trình 2 được tiếp nối vào lúc 20:00, mời các bạn xem bộ phim truyện nhan đề Thiên Thần và Rắn Độc do Pháp và Thụy Điển hợp tác sản xuất. Thưa các bạn, truyền hình nhân đạo như chúng tôi đã đưa tin, chúng tôi sẽ phát vào chương trình 1 của ngày 19/6, mong các bạn thông cảm. Bây giờ mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Các bạn và các em thân mến, chương trình Những Bông Hoa Nhỏ hôm nay mời các bạn và các em làm quen với khẩu thuật, một môn nghệ thuật hấp dẫn của sân khấu xiếc qua cuộc tiếp xúc với anh Văn Đức, giảng viên trường xiếc Việt Nam. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các em thân mến, hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái bộ môn nghệ thuật khẩu thuật với các em. Trước hết là tôi muốn nói là cái xuất xứ của cái bộ môn này nó từ đâu ra. Cái xuất xứ của bộ môn nghệ thuật khẩu thuật này nó cũng bắt nguồn từ cuộc sống lao động của con người. Trước kia thời Nguyên Thủy, người ta đã bắt chước tiếng chim thú để mà gần với thú để săn bắn. Thế rồi ở các nước thì có rất nhiều nước cũng đã biểu diễn cái tiết mục này. Ở châu Âu thì người ta thường làm những cái tiếng động sinh hoạt hàng ngày như tiếng ô tô, tàu hỏa hay là lấy sóng đài. Thế còn ở Trung Quốc thì cái này phát triển rất là lớn. Trung Quốc thì nặng về những cái tiếng động vật, trước hết là về cái phương pháp luyện tập của nó. Thì nếu em nào mà yêu thích cái bộ môn này thì chúng ta phải tập tuần tự những cái bước như sau. Thứ nhất là các em phải tập lấy hơi. Mà lấy hơi cái này đòi hỏi hết sức là công phu. Phải hít thật sâu vào rồi thở ra rất từ từ. Có thể mỗi một lần thở như thế phải tới 2-3 phút. Thế sau đó rồi là ta bằng cái tai của ta cảm nhận âm thanh, tức là ta lắng nghe những cái tiếng động xung quanh ta. Thế rồi từ đó ta bắt chước những cái đó. Thế còn học về tiếng chim thì cái này nó có một cái đạo cụ riêng của nó. Nhưng mà trước hết là chúng tôi tập cái này hết sức là công phu. Mới đầu là tập là phải thổi bằng những cái vỏ hành, rồi tập hét, rồi tập kêu, đến rác cổ ra. Thế để đi đến mức độ mà làm nó chuẩn xác thì nó hơi lâu. Thế nhưng mà tôi muốn phổ biến các em để làm những cái tiếng đơn giản nhất, thông thường, xung quanh ta thôi. Tôi lấy thí dụ, trong nhà chúng ta có những con vật, ví dụ như là con chó hay con mèo, chúng ta có thể bắt chước được. Ví dụ tôi sẽ làm một cái tiếng mèo kêu. Mèo kêu rất bình thường và mèo kêu cáu giận. Mèo!
tiếng chó thì các em cũng đã biết rồi đấy, tức là có chó nhỡ, chó con và chó tây, chó béc dê đấy. Thì chúng ta cũng phải nghe để rồi chúng ta sẽ làm. Ví dụ như là tiếng chó, tôi lấy ví dụ như là các em sẽ làm cái tiếng chó cho nhách đấy. Những cái tiếng thông thường ở trong gia đình, như là loại gia cầm ở trong gia đình, ví dụ như là con gà con chẳng hạn. Thế bây giờ tôi sẽ làm cái tiếng con gà con để cho các em xem. Tiếng sau khi tiếng gà con, bây giờ là như là tiếng, ví dụ như là tiếng con gà mái, nó cục tắc như thế nào. Tiếng con gà sống nó sẽ gáy như thế nào. Đấy, các em có thấy tất cả những cái tiếng động ở xung quanh chúng ta, những tiếng súc vật gia cầm là các em có thể lắng nghe và các em bắt chước được. Bây giờ tôi sẽ lại làm tiếp. Ví dụ như là tiếng vịt con và tiếng vịt lớn. Bây giờ tôi sẽ lại làm tiếp cho các em tiếng lợn. Nhà chúng ta có cái gì chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ học và sẽ làm. Thế con lợn thì nó ăn bình thường như thế nào? Và sau đó thì tôi sẽ đuổi, tôi bắt nó, tôi túm chân nó sẽ kêu như thế nào? Để các em hình dung. Bây giờ anh sẽ làm cho các em nghe tiếng ngựa chạy. Ngựa chạy thì nó có hai loại, ngựa chạy về nước kiệu, ngựa chạy nước đại. Bây giờ anh sẽ làm ngựa chạy nước kiệu. Tôi sẽ làm cho các em nghe tiếng tàu hỏa. Như là tiếng cưa, tiếng xẻ, tiếng đục hàng ngày. Ví dụ như tiếng cưa. Tiếng đánh búa hay tiếng đục. Tôi sẽ làm tiếng trống để duyệt đội hay là duyệt binh. Thank you.
Anh sẽ làm cái tiếng đàn bầu để cho các em nghe, và sau đó là làm cái tiếng trẻ em khóc. Anh sẽ làm tiếp tiếng chim cho các em nghe. Đấy là tiếng chim chào mào. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em về cái phương pháp học cái bộ môn này. Trước hết là các em muốn học cái bộ môn này là học lấy hơi, để bao giờ mà hít vận hết hơi vào trong này rồi là mình xì ra từ từ, khi mình làm các cái tiếng động vật thì nó mới có thể giữ được hơi. Còn nếu không, chỉ cần cái hơi thứ nhất là đã hết hơi rồi là không thể làm được. Thấy hiểu không? Đấy là cái thứ nhất. Cái phương pháp thứ hai là các em phải lắng nghe các cái cảm nhận về âm thanh. Các em phải lắng nghe xung quanh chúng ta có những cái vật như thế nào đó. Ví dụ như ô tô hay là cái gì đó mà nó tác động chúng ta phải nghe, xong nhận thức vào rồi chúng ta mới làm. Ví dụ như là ô tô. Thành gấp như thế. Đấy hả? Đấy là các em học như thế. Thế bây giờ các em muốn học cái tiếng động vật nữa thì các em phải tập bằng mồm. Ví dụ như tiếng gà, tập như thế nào, em phải như thế nào, ở trong cổ này. Hay tiếng mèo, mèo 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 mèo, làm như thế nào. Còn những cái tiếng gió và tiếng sóng là chẳng qua là mình vận hơi ở trong bụng thôi. Thế bây giờ anh sẽ làm cho các em nghe cái tiếng gió và tiếng sóng biển nhé. Nó đều do là hơi mình làm. Thế còn khi mà làm đến những cái tiếng như là tiếng chim thì các em phải có một cái đạo cụ. Đạo cụ ở đây trước hết là các em về lấy cái vỏ hành tây, thế xong rồi đặt lên trên lưỡi, thế xong các em thổi. Khi nào thì nó kêu được chen chét bước đầu đấy, nó kêu những cái tiếng được phát được ra cái âm thanh ban đầu thì rồi là các em sẽ học. Thế còn bài học hướng dẫn của anh hôm nay đến đây là tạm dừng. Anh cũng mong các em, nếu như em nào mà thích cái bộ môn nghệ thuật này, các em hãy cố gắng luyện tập và chúc các em được thành công. Anh xin cảm ơn các em. Các bạn và các em vừa làm quen với nghệ thuật khẩu thuật. Bây giờ, mời các bạn và các em cùng với nghệ sĩ Văn Đức và chú Hề Tiến Hưng đến thăm công viên Thủ Lệ. Nào, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình nhé.